Hiện tại tôi đang có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nơi tiếp nhận đầu tiên của 246 công dân. Và bây giờ cơ quan chức năng cũng như cán bộ chiến sĩ tại trung tâm đang rất tích cực thực hiện các khâu đón tiếp công dân sao cho nhanh chóng, an toàn và chu đáo nhất. Em cảm thấy rất là vui và được về với cái quê nhà của mình trong cái thời gian mà mình mang thai. Cũng có rất là nhiều người đang kẹt ở Sài Gòn, tuy nhiên là tỉnh vẫn ưu tiên hỗ trợ cho người bầu, được là một sự rất là cảm động. Em chỉ có biết gửi lời cảm ơn đến tỉnh thành của mình thôi. Niềm vui của chị Dung cũng là cảm xúc chung của 247 công dân được đón về đợt này. Đây đều là những công dân của tỉnh Gia Lai đang sinh sống, làm việc, học tập, đi khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thuộc đối tượng là phụ nữ mang thai, trẻ em, con của phụ nữ mang thai gặp khó khăn, mất việc làm, không có nơi lưu trú. Những công dân này sẽ được tổ chức cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục Kiến thức Quốc phòng An ninh, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Trường dạy nghề 21, Binh đoàn 15 và khách sạn Che Xanh, thành phố Pleiku. Bây giờ khi mà được lãnh đạo của tỉnh đưa tất cả những mẹ bầu ở đây về tới đây thì bọn em cảm giác rất là thoải mái, cảm giác được sự quan tâm, để ý của lãnh đạo, rất là tụi em ở đây rất là biết ơn. Và bọn em cũng mong muốn là tất cả mẹ bầu ở đây đều ấm tính để mà an toàn cho mẹ và con sắp tới. Để bảo đảm công tác phòng dịch, an toàn trong quá trình di chuyển, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh bố trí đi cùng có 9 bác sĩ, nhân viên y tế và đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng cấp cứu thai phụ nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra trên đường. Tất cả 247 công dân này phải đáp ứng yêu cầu không nhiễm COVID-19, không là đối tượng cách ly y tế F1, có xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước lúc đón về địa phương. Khi đón công dân về đến chốt kiểm soát, sẽ được đưa vào điểm khám sàng lọc, bố trí công dân phù hợp với điều kiện của nơi cách ly và đối tượng cách ly tập trung. Chị em phụ nữ mà có thai đến ngày sinh nở là đông, nên chính vì vậy đã bố trí chọn những cái phòng tốt nhất, có công trình khép kín, thoáng mát để coi như bố trí cho chị em, chỉ đạo bảo đảm cái vật chất nhu yếu phẩm là đầy đủ, và đặc biệt là lưu ý đến cái đặc điểm là phụ nữ có thai, nên như vậy là anh em cũng đã chuẩn bị trước cả các thực đơn về bảo đảm dinh dưỡng, đảm bảo cho công dân là phụ nữ có thai là cách ly trong 14 ngày là thoải mái. Trong số 247 công dân trở về đợt này có trường hợp chị Cờ So Hở, sinh năm 1996, xã Gia Reng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, mang thai 38 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ. Các y bác sĩ trong đoàn đã nhanh chóng hộ sinh và đỡ đẻ thành công ngay trên đường vận chuyển. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định và đã được bố trí cách ly riêng tại bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở 3, bệnh viện 331 ngay sau khi trở về đến tỉnh.